Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đồng Ship. Bữa nay là gia đình mình đang chuẩn bị những cái thủ tục cuối cùng để ngày mai là sẽ khai trương tiệm son tóc của em gái. Đó, thì đây là chị ba của mình. Chị ba thì sẽ vô khâu cắm hoa. Mà đa ở Tây Ninh. Mà đa ở Tây Ninh cắm hoa. Còn đây là cháu nội của mẹ mình, Nguyễn Văn Bự. Giới thiệu thợ nấu luôn. Còn đây là thợ nấu chính là Nguyễn Thị Bẻ. Thợ nấu chính thì mình sẽ đãi tiệc trong hai ngày. Ngày chính đó là ngày đẹp, thì sẽ đãi tiệc khai trương của tiệm hớt tóc. Ngày 10 thì ăn mừng Hana 6 năm ở nước ngoài về, thì mới đây 6 năm ăn mừng Hana 6 năm ở nước ngoài về đó, thì rất là mong mọi người theo dõi hết cái video clip này, đừng có bỏ qua một phút nào hết, để xem nhà mình thì đạm bạc lắm, còn nhà mình là nghèo đó, nên là ăn theo kiểu là bạc hoa cũng không có được, không được bạc hoa, mua chợ thì mà mua từ sáng sớm mới được giá rẻ đó đó. Mọi người nhớ bấm like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đồng Ship nha. Một tí nữa thì thợ sẽ đến và gắn đèn led, gắn hết những cái gì cần gắn cho ngày hôm nay và gắn rạp nữa. Thì cái sinh hoạt của gia đình Hana như thế nào thì mọi người nhớ xem nhé. Hôm nay là khai trương. Khai trương tiệm hớt tóc của hai đứa em gái. Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đạo Ship. Ngày hôm nay là sau 6 năm là mình mới về thăm nhà và cùng với lại cái khoảng thời gian là em của mình nó khai trương tiệm massage, thì tiệm barber shop, tiệm hớt tóc nam đó, thì mình sẽ quay một cái video clip để up lên trên kênh YouTube để cho mọi người biết về cái hành trình về Việt Nam thăm nhà của Hana nha. Đây là cái mấy bạn bên đội Lân tới, thì tí xíu nữa là mấy bạn sẽ múa, thì sáng nay là bạn Giang đã cúng khai trương rồi, thì bây giờ là đang chờ người nào sinh năm 1990 sẽ là người khai kéo ngày hôm nay đó. Thì cảm ơn mọi người và đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đạo Ship nha. Thì xin mời mọi người cùng theo dõi hết cái video clip ngày hôm nay. Thank you.
Có cho chị chụp hình với lại ông Lân, ông Đẹ với lại mấy